Sáng 21 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tương Tô Trung 1963, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm tù về tội cướp tài sản, 1 năm tù về tội ăn trộm tài sản. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo này phải chấp hành là 8 năm tù. Trung là nhân viên tài xế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên taxi Sài Gòn Hoàng Long. Trung đã lợi dụng việc đưa đón, trả khách là người nước ngoài để đe dọa chiếm đoạt tài sản của họ. Trưa 12 tháng 12 năm 2018, Trung đón 6 khách người Trung Quốc trong khu vực trung tâm thành phố. Một trong số khách lên taxi là anh Phan Di Ninh rút tiền trong ví ra trả tiền xe 17.000 đồng. Thấy vậy, Trung đưa ra trước mặt khách một bao thư làm xếp tiền anh Phan Di Ninh đang nắm rơi xuống sàn xe. Khi cúi xuống nhặt tiền giúp khách, Trung thấy tờ 500.000 đồng kẹt trong khe giữa, dưới tấm lót để chân và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Kiểm tra và phát hiện xếp tiền thiếu một số tờ 500.000 đồng, anh Phan Di Ninh không đồng ý xuống xe. Lúc này, Trung nắm tuyếp sắt đe dọa và đuổi khách xuống xe nhưng anh này nhất định không chịu. Mặc kệ khách ngồi trên xe, Trung nổ máy phóng xe đi trong tình trạng cửa xe chưa đóng. Anh Phan Di Ninh kiên dè sợ, đập cửa đòi xuống xe. Đi một đoạn, Trung dừng xe cho khách xuống. Sau đó, Trung phóng xe đi một đoạn rồi dừng lại kiểm tra xếp tiền chiếm chinh phục 5 triệu đồng mang về nhà cất giấu. Phần nạn nhân sau khi thoát khỏi quái xế đã đến cơ quan công an trình báo. Đến ngày 13 tháng 12 năm 2018, cơ quan công an truy tìm và thu đại di số tiền Trung chiếm đoạt. Bị cáo Tương Tô Trung tại phiên tòa. Ảnh Huy. Chiều 7 tháng 3 năm 2019, Trung chỉ đạo taxi đón cung phi y bà Đép Ra Linh Dâu Sôn quốc tịch Mỹ đến khách sạn trên đường Đông Du quận 1. Bà Đép Ra Linh Dâu Sôn ngồi băng ghế phía sau, ôm túi xách trước mặt. Đến nơi, đồng đại dương báo rét cước 24.000 đồng. Y bà Đép Ra Linh Dâu Sôn đưa tờ tiền mệnh rét 100.000 đồng nhưng Trung nói không có tiền để trả lại. Sau đó, Trung xoay người về phía sau, một tay nắm tờ báo che trước mặt bà Đép Ra Linh Dâu Sôn, tay kia thọc vào túi sách bà đang đặt phía trước. Bà Đép Ra Linh Dâu Sôn phát hiện liền giật lại túi sách. Không dừng lại, tài xế taxi tiếp tục cho tay vào túi sách và lấy ra một xấp tiền. Hai bên giằng co, cùng phi du khách người Mỹ xuống xe. Khi Trung tài xế bỏ đi, bà Đép Ra Linh Dâu Sôn kiểm tra trong túi sách và phát hiện mất 10 triệu đồng. Tối cùng ngày, tài xế taxi đến cơ quan công an trình diện và giao nộp 10 triệu đồng. Đến ngày 8 tháng 3 năm 2019, công an nắm tạm giam tài xế Tương Tô Trung. Tại phiên xử, hội đồng xét xử bác khái niệm bào chữa của luật sư về việc Trung chỉ tội ác ăn trộm tài sản, hành vi gây án không phải cướp, không làm tê liệt ý chí của người bị hại là anh Phan Di Ninh. Theo tòa, sau khi sử dụng hung khí nguy hại đe dọa nhưng anh Phan Di Ninh không xuống xe, Trung đã tài xế chạy đi khi cửa sau không đóng làm nạn nhân kiên dè sợ, ra hiệu dừng xe.